nhà YouTube nha. Mình đang có mặt tại Bến Ninh Kiều các bạn ơi. Đây là không gian một buổi tối thì tất cả mọi người đều đến đây để mà vui chơi nè các bạn. Chụp hình nữa. Mình đang đứng ở trên cái quảng trường. Quảng trường chỗ Bến Ninh Kiều đó các bạn. Đây là tượng đài Bác Hồ nè các bạn. Bụng má ơi. Ăn bụng hả? Ủa đâu quay phim đây vậy? Đây là tượng đài của Hồ Chí Minh nha các bạn. Và các bạn trẻ hay đến đây. Chụp hình có cả khách nước ngoài nữa các bạn. Đây là các bạn ơi. Các bạn thấy không khí tại Bến Ninh Kiều có nhộn nhịp không các bạn? Ngày xuân thì ngoài dòng người đi xem hoa thì còn có những cô chú, các anh chị, các cháu đến cái công viên để chơi như thế này đó các bạn. Đây là những cái gia đình nè các bạn. Đây là các bạn thấy rất là nhiều bạn đến đây để chụp hình các bạn. Đây là sáng nay làm kiểu ok rồi. Ta đi dạo một phần nha các bạn. Các bạn phụ nữ đứng đây chụp hình. Các bạn rất là đi. Mình đang đi dưới quảng trường các bạn. Phía bên kia là cầu Cần Thơ đó các bạn. Những ngày Tết này cầu Cần Thơ cũng để chúng ta có thể thấy được cầu Cần Thơ đó các bạn. Các bạn thấy đây mình đang xuống dòng sông Hậu. Bên đó là cầu Cần Thơ về đêm với các bạn có ánh đèn led nghệ thuật thay đổi màu sắc đó các bạn thấy ha. Bên cạnh những cái dòng nước mênh mông này tạo ra một không khí rất là mát mẻ khi đứng giữa cái hành lang này nè các bạn, thì gió thổi rất là mát. Các bạn có dịp đến Cần Thơ thì các bạn sẽ thấy rất là thơ mộng các bạn ha. Trên này có những khách sạn quốc tế luôn các bạn, International, sạn Gold, khách sạn dành cho du khách nước ngoài đến đây tham quan các bạn. Và đây là các cả du khách và khách địa phương luôn các bạn. Cô bà, em, du khách nước ngoài. Thank you.
đừng làm vậy em mất cỡ. Em đang trò chuyện với chú hay là trò chuyện bình thường hay là người trong nhà? Trò chuyện bình thường người là... có nghĩa là em đi tới đây gặp là để nói chuyện chơi cho vui phải không? À, cảm ơn. Những bạn trẻ rất là năng động đi tìm những du khách để trò chuyện đó các bạn. Đây, chúng ta đang đi một dạo quanh này các bạn. Đó, các bạn nhìn cầu Cần Thơ nó đang đổi màu theo cái đèn đó các bạn. Thấy không gian để cho mọi người vui chơi rất là thoải mái phải không các bạn? Rất là thú vị. Giờ chúng ta đi lên cầu tình yêu nha các bạn. Đây, các bạn thấy không, gia đình em bé ha các bạn, cả những người đây là khách sạn Ninh Kiều các bạn ơi. Đây là bến, đây là du thuyền Cần Thơ này các bạn. Mọi người đang xuống du thuyền để đi ăn và để chuẩn bị đi tham quan trên sông đó các bạn. Đây là phần dưới sông này các bạn, ngồi ở đây mình có thể ngắm được sông luôn các bạn, cầu Cần Thơ. Mọi người có cái khoảng hành lang rất là rộng để đi chơi nha các bạn ha. À, các bạn thấy cầu Cần Thơ và du thuyền bến Ninh Kiều kết hợp nhau rất là thoáng mát và thơ mộng hữu tình.
trên bên sông nước của con sông Hậu, tạo ra cho họ một cảm giác gần gũi, thoải mái, thư giãn. Dù đi bộ hay là dù ngồi hay là trò chuyện hay là chụp hình hay là selfie gì đó cũng rất là vui, rất là đẹp. Các bạn để lại những ảnh kỷ niệm rất là khó quên. Mình không còn thời gian nhiều nữa, giờ mình phải đi về. Trên đường đi về thì mình sẽ ghi lại một số khoảnh khắc như các bạn. Đây là có những cặp tình nhân. Đủ hết chưa? Các anh chị. Mọi người rất là đông. Đứng ngắm đèn hoa các bạn. Cùng đi chơi với bướm nhìn chiều. Kia là cầu thơm các bạn. Phải nói rằng không có không khí nào bằng không khí ở đây. Còn đây là vừa đi mà chúng ta cũng vừa được cắm trà hoa luôn các bạn. Thank you.
rất là đông phải không?